đồng chí Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo các sở ngành để đi kiểm tra thực tế các vị trí được đề xuất khai thác để cung cấp nguồn đất đắp thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã khảo sát thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo về trữ lượng, những khó khăn vướng mắc cần xử lý tại các vị trí đề xuất khai thác đất ở các mỏ đá Tân Cang 1, Tân Cang 7 thuộc cụm mỏ đá Tân Cang, thành phố Biên Hòa và một vị trí tại xã Phước Bình, huyện Long Thành. Trong đó, khó khăn vướng mắc lớn nhất cần được giải quyết hiện nay là các thủ tục liên quan đến đất đai. Theo tính toán, dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu về đất đắp hơn 5 triệu mét khối để phục vụ quá trình thi công. Thời gian qua, dự án gặp nhiều khó khăn về nguồn cung đất đắp. Chính vì vậy, Ban quản lý dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với các nhà thầu để khảo sát, đề xuất một số vị trí để khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn đất đắp thi công dự án. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi yêu cầu các ban quản lý dự án, các nhà thầu phối hợp với các chủ mỏ đá thực hiện khoan thăm dò để xác định chất lượng đất có đảm bảo đủ điều kiện thi công dự án, đồng thời tính toán kỹ nhu cầu đất cần để phục vụ quá trình thi công. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai là cơ quan tham mưu cho Ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý, tháo gỡ các vướng mắc. Từ đó sớm triển khai thực hiện khai thác đất ở các vị trí phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn cung đất đắp để các nhà thầu thi công dự án.